Công ty Golden Heal hân hạnh giới thiệu sản phẩm Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vftv2022 gmail.com Có một loài nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt gói trọn tinh hoa của biển cả đánh thức hương vị đậm đà thường hạn đẳng cấp sang trọng là món quà tình thân ý nghĩa Để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm hoàng gia trung hoa đất việt nước mắm hoàng gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc úc châu với ba kích cỡ khác nhau bao gồm 250 ml, 500 ml và 750 ml tại adelaide nước mắm hoàng gia đang được phân phối tại maxim asian food wholesaler và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Tiên qua số 0412 398166. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Australia. Kính thưa quý khán giả của Đài VTA, lãnh tụ đối lập Peter Dutton tiếp tục tấn công thủ tướng Albanese sau khi báo chí phanh phui về việc nâng hạng vé máy bay miễn phí cho các chuyến bay với Qantas. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus đang đề xuất một cuộc điều tra độc lập về tình trạng bài do thái tại các trường đại học. Còn tại Sydney, 21 nam sinh viên đã bị đình chỉ học tập sau khi có những hành động khiếm nhã với các nữ sinh. Trong khi đó, tại Melbourne, Thủ hiến Allen tiếp tục tuyên bố những thay đổi trong vấn đề thuê nhà nhằm bảo vệ quyền lợi cho người đi thuê. Tuy nhiên, nguồn tin nhận được sự quan tâm nhiều nhất ngày hôm nay có lẽ là tin về vụ tai nạn tại một trường tiểu học ở Melbourne khiến một cậu bé 11 tuổi tử vong trong khi bốn học sinh khác, gồm ba bé gái và một bé trai đã bị thương nặng. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Tư, ngày 30 tháng 10 năm 2024 của đài VTA. Đầu tiên là tin sinh hoạt chính trị. Dutton tiếp tục tấn công Albanese về việc nâng hạng vé máy bay. Lãnh tụ đối lập Peter Dutton đã chỉ trích Thủ tướng Anthony Albanese vì đã vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức mà các bộ trưởng phải tuân thủ sau khi ông Albanese bị cáo buộc đã xin nâng hạng chuyến bay miễn phí. Theo ông Dutton, thì Thủ tướng đã vi phạm quy tắc ứng xử của một người bộ trưởng và cho biết ông Albanese nên đích thân liên lạc với Ủy ban bài trừ tham nhũng quốc gia để tiếp nhận điều tra sau khi có báo cáo xác nhận rằng ông đã xin nâng hạng chuyến bay từ cựu giám đốc điều hành hãng hàng không Qantas là Alan Joyce. Ông Dutton đã nhắc nhở là theo tiêu chuẩn đạo đức của một bộ trưởng đã được thông qua bởi chính phủ Gillard thì các bộ trưởng phải thực hiện chức năng của công vụ mà không bị ảnh hưởng bởi những cân nhắc về lợi ích cá nhân. Luật này đã nêu rõ là mặc dù các bộ trưởng có thể nhận quà tặng theo các hướng dẫn có liên quan, nhưng tuyệt đối không được tìm kiếm hoặc khuyến khích bất kỳ hình thức tặng quà nào theo tư cách cá nhân. Ngoài ra luật này cũng nêu rõ các bộ trưởng không được chấp nhận bất kỳ lợi ích hoặc quà tặng có giá trị nào cho bản thân hoặc cho người thân trong gia đình. Theo ông Dutton thì hành động của ông Albert rõ ràng đã vi phạm quy tắc ứng xử và do đó để chứng minh sự trong sạch, thủ tướng Albert nên tiếp nhận điều tra cũng tin sinh hoạt chính trị. Mark Dreyfus ra lệnh điều tra về tình trạng bài do thái tại các trường đại học. Những vụ đình công bài do thái đã làm hoen ố hình ảnh nhiều trường đại học Úc kể từ ngày 7 tháng 10 và giờ đây Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus tuyên bố là sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để xem mọi thứ đã trở nên tồi tệ đến mức nào. Theo Bộ trưởng Dreyfus, đã khuyến nghị tiến hành cuộc điều tra sau khi nhận được hàng trăm đơn trình bày từ sinh viên và nhân viên gốc Do Thái, nêu rõ làn sóng bài Do Thái đang gia tăng trong khuôn viên trường sau cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái 2023. Chính phủ cho biết cuộc điều tra này sẽ xem xét mức độ phổ biến cũng như bản chất thật sự của các đợt cắm trại biểu tình bài do Thái ngay trong khuôn viên nhà trường để có thể đề xuất các chính sách nhằm ngăn ngừa và ứng phó với tình trạng này cũng như những hỗ trợ thiết yếu dành cho sinh viên và nhân viên gốc do Thái. Ông Dreyfus cho biết nhiều sinh viên và nhân viên Do Thái đã nói với ông rằng họ không còn cảm thấy được chào đón trong khuôn viên trường và không tin rằng các trường đại học đang quan tâm đến họ. Ông Dreyfus cho biết Ủy ban điều tra đã được yêu cầu nộp báo cáo lên Quốc hội trước ngày 31 tháng 3 năm 2025. Nhưng một nghị sĩ đảng tự do và Bộ trưởng Giáo dục đối lập Sarah Henderson cho biết động thái này chưa đủ xa, Liên đảng đối lập muốn thấy một ủy ban điều tra có thẩm quyền giống như ủy ban hoàng gia để điều tra tình trạng phân biệt chủng tộc mới xuất hiện tại Úc. Nhắc lại là căng thẳng đã leo thang ở nhiều trường đại học sau khi xuất hiện tình trạng cắm trại ủng hộ Palestine ngay trong khuôn viên trường. Vào tháng 5 vừa qua, cảnh sát Victoria đã thành lập một đơn vị giám sát di động tại Viện Đại học Monash sau khi những người biểu tình ủng hộ Palestine đã ngăn cản sinh viên được tự do đi lại ngay trong khuôn viên trường. Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, St Paul's College đuổi học và đình chỉ nhiều sinh viên. 6 sinh viên đã bị đuổi học và 21 sinh viên khác bị đình chỉ sau một vụ việc liên quan đến hành vi làm nhục nghiêm trọng một sinh viên đã xảy ra tại trường cao đẳng St. Paul College thuộc Đại học Sydney vào tuần trước. Hiệu trường Edluan cho biết, nhà trường đã bị sốc và vô cùng thất vọng sau khi một nhóm nam sinh viên đã tham gia vào hành vi làm nhục nghiêm trọng đối với một nam sinh viên khác trong nhóm bạn của họ. St. Paul College là một trường nội trú Anh giáo đầu tiên tại Úc, được thành lập vào năm 1896 nằm cạnh Đại học Sydney. Hiện trường cao đẳng này đang có khoảng 300 sinh viên, cộng với gần 100 sinh viên khác đang theo học chương trình cao học. Theo hiệu trường Loen thì nhà trường sẽ xem xét lại chương trình đào tạo chống bắt nạt và chống quấy rối dành cho sinh viên để giúp sinh viên ứng phó với vụ việc. Vụ việc xảy ra sau một cuộc điều tra về văn hóa của trường vào năm 2018 sau khi xảy ra một loạt các vụ bê bối liên quan đến hành vi của sinh viên. Cuộc đánh giá do cựu ủy viên phân biệt đối xử giới tính Elizabeth Broderick dẫn đầu đã phát hiện ra rằng sinh viên của trường có thói quen uống rượu quá mức, dẫn đến việc gây rối và đôi khi có cả tấn công tình dục. Ngoài ra, báo cáo nói trên cũng phát hiện nhiều trường hợp sinh viên bị bắt nạt nghiêm trọng. Nhiều sinh viên đã bị ép buộc phải ăn những món ăn không lành mạnh. Vào thời điểm báo cáo được đệ trình, nhà trường đã chủ động xin lỗi các nạn nhân và cho biết sẽ tiếp thu tất cả các khuyến nghị được nêu trong báo cáo. Sau đây là tin từ Victoria. Cải cách tiền thuê nhà sẽ được thảo luận sau khi chính quyền cam kết bảo vệ người thuê nhà. Cải cách tiền thuê nhà đã được đưa ra thảo luận khi chính quyền lao động tại Victoria cam kết sẽ làm cho cuộc sống của người thuê nhà được công bằng và ổn định hơn. Sau khi công bố một loạt chính sách về gia cư và cam kết trở thành thủ hiến giúp thế hệ thiên niên kỷ có cơ hội sở hữu nhà, bà Jacinda Allen đã đưa ra 6 lời hứa mới, lần này nhằm mục đích làm cho việc thuê nhà trở nên công bằng hơn. Theo các cải cách đã được lên kế hoạch và sẽ được trình lên Quốc hội Victoria trong 12 tháng tới, thì chủ nhà sẽ không còn được phép trục xuất người thuê nhà theo các hợp đồng có thời hạn cố định mà không có lý do chính đáng. Tuy nhiên, người thuê nhà vẫn có thể bị yêu cầu chuyển đi vì những lý do như nhà cửa bị hư hỏng hoặc không trả tiền thuê nhà hoặc nếu chủ nhà muốn dọn về sinh sống tại căn nhà này. Ngoài ra, chủ nhà cũng được yêu cầu phải cung cấp bằng chứng nếu muốn khấu trừ tiền đặt cọc khi thuê nhà và được gọi là bond và thường trị giá 4 tuần tiền thuê. Các yêu cầu về việc hoàn trả tiền bond đã được chú ý sau khi chính phủ nhận được báo cáo từ một công ty luật cộng đồng tại Melbourne vào đầu năm nay, dựa trên kinh nghiệm của hàng trăm người thuê nhà trong 2 năm đã phát hiện ra rằng có quá nhiều nhà cung cấp dịch vụ cho thuê đã đưa ra những yêu cầu vô lý đối với tiền đặt cọc của người thuê nhà. Ngoài ra, chính phủ cũng đang tìm cách chấn áp những chủ nhà cố tình kết thúc hợp đồng thuê sớm để có cơ hội tăng giá. Chính phủ muốn ngăn chặn hành vi này bằng cách cấm chủ nhà đuổi người thuê nhà sau khi kết thúc thời hạn cố định đầu tiên mà không có lý do. Một lời hứa quan trọng khác của chính phủ là giới hạn chi phí vi phạm hợp đồng thuê ở mức bồi thường công bằng và hợp lý cho khoản tiền thuê nhà bị mất, tối đa là 4 tuần tiền thuê nhà. Điều này sẽ áp dụng cho các hợp đồng cho thuê có thời hạn cố định trong 4 năm trở xuống. Tổng giám đốc điều hành cơ quan Tenants Victoria, bà Jennifer Beveridge đã hoan nghênh các biện pháp nói trên và hy vọng sẽ giúp bảo vệ quyền của gần 30% người dân Victoria hiện đang thuê nhà để sống. Tiếp tục tin từ Melbourne, một nam sinh 11 tuổi tử vong và 4 học sinh khác bị thương ngay trong khuôn viên của trường. Một cậu bé 11 tuổi đã tử vong và 4 học sinh khác bị thương sau khi một chiếc xe do một phụ nữ lái đã đâm xuyên qua hàng rào của một ngôi trường ở phía đông nội thành Melbourne. Thông tin từ cảnh sát cho biết là chiếc xe khi đang chạy dọc theo con đường Burgess Street ở Hawthorne East, cách Melbourne CBD khoảng 7 cây số về phía đông, thì đột nhiên chiếc xe đã rời khỏi đường và đâm xuyên qua hàng rào của trường tiểu học Auburn South ngay sau 2 giờ 30 phút chiều, tức là vào giờ ra chơi cuối cùng trong ngày, trước khi tan trường. Theo thanh tra Greg McEvitt, thì người lái xe là một phụ nữ 40 tuổi ở Hawthorne East, vừa đón một đứa trẻ từ trường về và trong lúc đang quay đầu xe thì chiếc xe đã đâm xuyên qua hàng rào tông thẳng vào một chiếc bàn nơi năm em học sinh đang ngồi cạnh sân thể thao của trường. Trong số năm học sinh bị xe tông thì một học sinh 11 tuổi đã bị thương rất nặng và đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện, trong khi 4 học sinh còn lại là hai bé gái 11 tuổi và một bé gái 10 tuổi và một bé trai 10 tuổi đều được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Người lái xe và đứa con của cô thì không bị thương tích gì và người phụ nữ 40 tuổi này cũng đã bị tạm giam nhưng sau đó đã được thả. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được tiết lộ. Một tuyên bố của Bộ Giáo dục ngay sau vụ việc cho biết người lái xe đã lên cơn đau tim nhưng cảnh sát cho biết vẫn còn quá sớm để xác định lý do chính xác đằng sau vụ tai nạn. Sau cùng cũng tin từ Melbourne, hàng trăm cây xanh bị phá hoại tại nhiều công viên. Hội đồng thành phố Glen Era thuộc phía đông nam Melbourne cho biết họ vô cùng đau buồn và phẫn nộ sau khi những kẻ phá hoại đã phá hủy gần 200 cây xanh vừa mới được trồng tại các công viên xung quanh thành phố. Một số cây mới trồng đã bị bẻ gãy hoặc bị cưa ngang, trong khi những cây khác đã bị nhổ khỏi mặt đất. Hành động phá hoại này đã xảy ra tại 8 công viên khác nhau ở các khu vực Caulfield, South Ormond, Carnegie và Murambina. Hội đồng Glen Era cho biết một số cây là loài quý hiếm và không thể thay thế được bao gồm cả cây bạch đàn đỏ tại công viên Boy, được trồng từ hạt giống thu thập từ những cây đã được di rời khỏi ga xe lửa Murambina. Giám đốc phụ trách phát triển bền vững Niall Macdonald mô tả hành động phá hoại này là vô nghĩa. Ông cho biết hội đồng đã báo cáo sự việc với cảnh sát và tin rằng hầu hết thiệt hại đã xảy ra vào đêm Chủ nhật vừa qua. Ông Macdonald cho biết không rõ liệu một kẻ phạm tội hay một nhóm người chịu trách nhiệm, đồng thời nói thêm rằng các công viên không nằm trên tuyến đường đi bộ hoặc được kết nối với các tuyến đường khác. Nhiều người dùng mạng xã hội phản hồi bài đăng trên Facebook của hội đồng đã bày tỏ mong muốn giúp trồng lại những cây thay thế. Họ nói rằng họ đã bàng hoàng và đau lòng trước sự mất mát này. Ông Montano ước tính thiệt hại do hành vi phá hoại này lên tới khoảng 200.000 đô la. Hội đồng cho biết sự phá hoại đã làm ảnh hưởng đến mục tiêu của Glen Ira Council là gia tăng không gian xanh trong khu vực. Hội đồng cho biết hành vi phá hoại cây cối được coi là hành vi phá hoại hình sự theo đạo luật tội phạm của Victoria có mức phạt tối đa là 10 năm tù. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.